chương một trùng sinh một lần quy bốn mắt nương môn bài tập viết xong không có cho lão tử lấy tới chụp chụp một tiếng cực kỳ thanh âm phách lối kèm theo trọng trọng gõ bàn âm thanh truyền đến lý thanh sơn theo bản năng ngẩng đầu lên hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước bất quá hắn trong con mắt ánh mắt cũng không có tập trung ở đâu một điểm mà là lộ ra vẫn đục lại tan rã trạng thái lý thanh sơn đang tự hỏi cùng hồi ức ta đây là ở nơi nào ta không phải là cùng mộng chi đội tại tử vong trong rừng rậm bao la sang dết yêu mãn sao người đâu tiếng đánh nhau đâu đúng mao đội trưởng trên tán cây trốn tránh chuyên môn nhặt nhạnh chỗ tốt lão lục ta đi giải quyết chu sư tỷ ngươi bị thương rồi đừng lên để cho ta một người tới đối phó khổng bá bà nội nhà ngươi chớ có sờ phân tới ác tâm hắn một chút chạy mau chạy cái gì cái gì thiên ma tông ma đầu tới lý thanh sơn đại não xảy ra nhẹ hỗn loạn mấy cái mấu chốt hình ảnh liên tiếp tràn vào trong đầu của hắn đồng thời lý thanh sơn lông mày vặn trở thành một cái to lớn xuyên chữ bốn mắt nương môn lão tử gọi ngươi ngươi mẹ nó làm gì ngẩn ra đâu một đạo phách lối lại thanh âm thô bạo truyền đến các đức lý thanh sơn suy nghĩ thanh âm này mặc dù thô bạo thế nhưng là có một tí cảm giác quen thuộc lý thanh sơn muốn nhìn rõ người trước mắt nhưng mà sau một khắc một cái quả đấm to trọng trọng đập vào trên đầu của hắn các đức lý thanh sơn ánh mắt kính mắt cũng bị đánh rớt trên mặt đất ngắn mũi mờ mịt sau đó lý thanh sơn một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía nhân vật trước mắt. Trước mặt đứng đấy chính là một cái vóc người cao lớn học sinh, chảy lấy một đầu đại bối đầu, mặt mũi tràn đầy kinh thường, hung ác thần sắc, đang nhìn chính mình. Coi như hóa thành cho, hắn cũng nhận ra súc sinh kia. Hồi ức quá khứ đủ loại, Lý Thanh Sơn trong lòng một cổ nộ diễm lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng mà trong khoảnh khắc, hắn lại nghĩ tới chút chuyện quan trọng, trong lòng nộ diễm ngắn mũi ép xuống. Ta đây là một lần nữa về tới thời kỳ cao trung. Hôm nay thượng quan tiến tiền ta mượn bài tập, lớp trưởng vì ta giải vây nhưng đến tan học, thượng quan tiến súc sinh kia không chỉ có đem ta bánh xe thai phóng tức giận, còn đem ta ngăn ở cửa trường học, hơn nữa đánh ta một trận. Đơn giản đáng chết. Mà chính là một ngày này không giờ sáng vừa qua, toàn bộ địa cầu đại biến ngày. Tất cả địa cầu nhân loại đều biết dị hóa. Bọn hắn dị hóa sau đạt được năng lực, cùng trong ngày này sờ được một món cuối cùng vật thể có liên quan. Có người sờ vuốt một con trâu, xương cốt hóa thú, cơ thể kiên cường, đầu sinh sừng thú, trở thành chấn thế ngưu ma vương. Có người sờ vuốt một đầu cá sấu, vậy mà thu được biến thân thành sắt thép cự ngạc năng lực. Có người sờ vuốt một con chim, sau lưng mọc lên hai cánh, thu được bay lượng năng lực. Có người sờ vuốt một cây đại thụ, vậy mà cùng với hòa thành một thể. Có người sờ vuốt sắt thép, xương cốt toàn thân cùng làn da tựa như cùng sắt thép một loại cường ngạnh, đau thương bất nhập. Có người chạm điện cao thế tuyến, thu được trưởng khống lôi đình chi lực. Có người chạm súng lục của mình, thu được nhìn thấy nữ nhân, liền có thể khống chế cơ thể cục bộ hoặc toàn bộ cứng lại năng lực có người chạm ung ra mần con rối, vậy mà thu được quan chi sức mạnh. Có người chạm mô hình địa cầu, trên da vậy mà xuất hiện thế giới địa cầu đường vân. Có người sờ vút phân và nước tiểu, thu được dung hợp phân và nước tiểu, cường hóa tự thân siêu năng lực. Có người sờ vút màu đỏ nhân dân tệ, đã biến thành một cái tiền giấy quái vật. Có người sờ vút một sợi tóc, biến thành một cái toàn thân mọc đầy lông dài quái vật. Cuối cùng, có người thu được siêu anh hùng giống như kỳ dị năng lực, cũng có người bởi vậy biến thành người người muốn chu diệt ghê tẩm quái vật một ngày này đi qua, trật tự vô tồn, văn minh suy yếu, cách cục đánh vỡ, toàn thế giới toàn bộ lộn xộn. Nhân loại bởi vậy lâm vào lâu dài trong hỗn loạn. Có học giả, đem trong khoảng thời gian này gọi là đại chiến thế giới lần thứ ba. Mặc dù tại trên định nghĩa tồn tại tranh luận, nhưng cái này cũng không cần gấp. Bởi vì, nửa năm sau, địa cầu thoát ly thái dương quỹ đạo, lấy nhân loại không cách nào tính toán tốc độ xông ra hệ ngân hà, vọt tới một tòa tràn ngập cơ duyên tu chân đại lục. Địa cầu nhân loại nên đón bọn hắn mới một đoạn hành trình. Lý Thanh Sơn đôi mắt lấp lóe, liên tiếp hồi ức tràn vào trong đầu. Lần này trùng sinh trở lại toàn cầu dị hóa một ngày trước. Lại một lần, lấy kiếp trước kinh nghiệm, ta làm sống ra bản thân một mảnh bầu trời, trấn áp đương thời một đời. Lý Thanh Sơn trong lòng hùng tâm tráng chí nhất thời, hai tay không khỏi siết thành một cái quả đấm to. Lúc này, lăn lộn đến quan tiếng thanh âm thô bạo lần nữa lọc vào tai, đánh gãy Lý Thanh Sơn suy nghĩ. Ngươi mẹ nói lên cái gì kình? Đem nắm đấm nắm chặt, là muốn đánh ta sao? Thượng quan tiếng một bộ nổi trận lôi đình bộ dáng quát lớn Lý Thanh Sơn đạo. Đồng thời, hắn cái kia cực kỳ thô to nắm đấm giống như như đạn pháo lần nữa vung hướng Lý Thanh Sơn. Một quyền này xuống, có thể tại trên đầu của Lý Thanh Sơn đập ra một cái đại sơn bao. Mọi người ở đây cho là Lý Thanh Sơn phải tao ương thời điểm cảnh tượng khó tin xảy ra. Lý Thanh Sơn hai mắt hờ hững, tay phải bản năng một dạng nâng lên, lấy một vòng quỷ dị độ công vỗ về phía thượng quan tiếng cánh tay tráng kiện. Đám người chỉ nghe nhẹ vang một tiếng bang thượng quan tiếng giống như như đạn pháo đại quyền chết đi phương hướng, đập về phía bên cạnh một cái học sinh tiểu đệ. Kiếp trước toàn cầu dị hóa, địa cầu lâm vào nguy cơ, Lý Thanh Sơn sống sót đến khối kia tu chân đại lục, đi qua vô số lần sinh tử khiêu chiến rèn luyện, đã sớm không phải cái kia yếu đuối con mọc sách. A. À, thượng quan tiếng kiến hình dáng, sắc mặt khó coi, gầm thét lần nữa muốn vung tới một cái quả đấm to. Đủ. Phải vào lớp rồi, đều mẹ nó cho ta yên tĩnh. Một tiếng hiên ngang giọng nữ truyền đến, kẻ nói chuyện chính là vì lý thanh sơn giải vây lớp trưởng thượng quan tiến vung ra đi nắm đấm cũng tại giữa không trung ngừng lại không có tiếp tục hướng phía trước hừ nguyên lai là chu thanh linh chu đại lớp trưởng tới xem ở trên mặt của ngươi ta liền tạm thời không khi dễ cái này bốn mắt yếu gà thượng quan tiến lạnh trên một tiếng đạo. để tình ta ta nhìn ngươi là sợ ta ca gây phiền phức cho ngươi a à. lớp trưởng chu thanh linh nói thẳng dẻo cật nói hừ giống như là bị nhìn xuyên tâm tư thượng quan tiếng lạnh trên một tiếng thần sắc không vui trở lại vị trí của mình mà các tiểu đệ của hắn cũng rất là thức thời rời đi lý thanh sơn trong lòng không gợn sống chút nào ánh mắt bỏ lỡ những học sinh kia côn đồ cơ thể rơi vào lớp trưởng chu thanh linh trên thân lúc này chu thanh linh người mặc nam khai tam trung đồng phục thời gian mùa hạ trên người nàng mặc áo sơ mi cộc tay bởi vì trời nóng nóng bức duyên cớ trên người nàng áo sơ mi nút thắt giải khai một cái lộ ra trắng như tuyết mềm mại một mảnh da thịt chu thanh linh nghiêm cao đuôi ngựa nhìn xem cực kỳ thanh thuần Thái Dương ngưng kết mấy giọt mồ hôi, cho Lý Thanh Sơn một cổ đập vào mặt khí tức thanh xuân. Chương 2, dị năng. Đồng thời, liên tiếp liên quan tới Chu Thanh Linh tin tức tràn vào Lý Thanh Sơn não hải. Chu Thanh Linh, Nam Khai Tam Trung cao tam bang ba lớp trưởng, cũng là Nam Khai Tam Trung giáo hoa, giáo bá. Nàng thành tích học tập hảo, nhưng lại không phải chỉ có thể làm sách luyện tập con mọc sách. Nàng dung mạo nhu mì xinh đẹp, dáng người cao gầy, nhưng lại không phải yếu đuối thanh thuần cao trung nữ sinh. Cái tuổi này học sinh chuyện không nên làm, nàng toàn bộ đều có nhiễm. Nguyên nhân không gì khác, đơn giản là nàng có cái sống trong nghề ca ca. Bất quá, Chu Thanh Linh tự hạn chế năng lực cực mạnh, biết chơi, nhưng không thích chơi, cho nên nàng thành tích học tập từ đầu đến cuối đứng hàng đầu. Lý Thanh Sơn nhớ kỹ, toàn cầu dị hóa bắt đầu sau, Chu Thanh Linh sờ là một khối thanh triều thời kỳ truyền xuống bảo ngọc. Điều này cũng làm cho dung mạo cùng thân thể của nàng thu được cực lớn biến hóa, trở nên càng thêm mỹ lệ. Trừ cái đó ra, Nàng còn thu được từ trên ngọc thạch hấp thu một loại tên là Tuế Nguyệt năng lượng năng lực. Năng lực như vậy mặc dù kỳ lạ, nhưng rất đáng tiếc, cổ ngọc thứ này không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Hoa quốc phú hào vô số, người thu thập vô số, bọn hắn có khả năng sờ được cổ ngọc Trân Bảo so Chu Thanh Linh khối kia còn trân quý hơn. Cái này cũng khiến cho Chu Thanh Linh cuối cùng cao không tới, thấp không xong, chỉ là so phổ thông biến dị giả hơi lớn mạnh một chút, cũng chính là so với bên dưới có thừa, so với bên trên thì không đủ. Mà ca ca của nàng Chu Thiên Bá Cuối cùng tại động vật trong vườn mò tới một cái hổ Siberia. Chu Thiên Bá cũng bởi vậy thu được hóa hổ năng lực. Bất quá, cái này biến thành chi hổ, không phải thông thường lão hổ, mà là lực phá hoại cực mạnh, rất giống tư liệu lịch sử bên trên ghi lại tứ phương vị thần thú bên trong bạch hổ. Nhưng cũng không phải chân chính thần thú bạch hổ. Tại trong một đoạn thời gian, Chu Thiên Bá rất mạnh, tại trong Hoa Quốc có không vùng đất thấp vị. Nhưng hắn vẫn như cũ không phải đứng đầu nhất đám người này. Trừ cái đó ra, Chu Thanh Linh phụ mẫu cùng với thân thích cuối cùng đều mò tới không thiếu đồ tốt thu được khá mạnh dị năng nguyên nhân không gì khác đơn giản là nhà bọn hắn có quan hệ cùng kiếp trước một dạng chu thanh linh tại cái thời điểm này thay lý thanh sơn giải vây cái này một màn quen thuộc gọi lên tới lý thanh sơn một đoạn ký ức khi suy nghĩ kết thúc chu thanh linh đã về tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống nàng tới nói giống như là đang làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể nếu như ta nhớ không lầm chu thanh linh lớp trưởng tan học còn có thể tới hỏi một chút muốn hay không cùng nhau về nhà kiếp trước bên trong, bởi vì tan học là anh hắn tới đón, ta không thích xã hội đen. Lại thêm ta là học sinh ngoại trú, cử xe đạp đi học, cho nên cự tuyệt. Kết quả ta đến thùng xe thời điểm, xe đạp lốp xe đã bị thượng quan tiến đám kia hỗn trướng cho tiết khí. Ta dắt xe đạp đi phụ cận sửa chữa lều, mà thượng quan tiến những thứ hỗn trướng này liền trên đường chờ lấy ta, hơn nữa đánh đập ta một trận. Đáng chết sân trường bắt nạt A. Lý Thanh Sơn nhìn xem Chu Thanh Linh lớp trưởng bóng lưng, lại nghĩ tới quá khứ phát sinh đau đớn lại khó quên một màn. Nghĩ đến cuối cùng, Lý Thanh Sơn ánh mắt đã rơi vào thượng Quang tiến trên thân. Bất quá ánh mắt kia cùng lúc trước nhìn lớp trưởng thời điểm ôn hòa khác biệt, bây giờ Lý Thanh Sơn ánh mắt tràn đầy cực nặng lệ khí. Nếu là ánh mắt có thế giết người, Lý Thanh Sơn đã đem thượng quan tiến cái này hỗn đảng thiên đao vạn quả. Nói đến, cái này thượng quan tiến vận khí cũng không tệ. Khi đó nhà hắn vừa vặn có một con chết hẳn thịt rừng thanh xà, mà thượng quan tiến cuối cùng chỗ sờ vật thể chính là đầu này rắn chết. Rắn chết nhận được cường hóa, đồng thời dung nhập trong cơ thể của thượng quan trở thành dị năng của hắn. Cái kia dị năng làm trên quan tiến thu được hóa thân yêu xà cùng hấp thu tử vật tử khí năng lực, mặc dù không phải đứng đầu dị năng, nhưng cũng khiến cho thượng quan tiến trở thành cư xá bọn họ một trong bá chủ. Nhìn xem thượng quan tiến cái kia lưu manh vô lại thân hình, Lý Thanh Sơn lại gọi lên tới một hồi ký ức. Ta cùng cái này thượng quan tiến ngược lại là hữu duyên. Trước khi trùng sinh, ta gia nhập mộng chi đội trưởng tại tử vong trong rừng rậm bao la săn giết yêu mãn, thu thập yêu đan cùng yêu thú tài liệu mà ngươi thượng quan tiếng dị năng lại cùng yêu xà có liên quan, xem ra một thế này, chú định ta muốn trước chém giết ngươi cái này yêu xà, dùng cái này chứng đạo. Lý Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng, trong hai mắt không khỏi nổ bắn ra một vòng cực nặng sát cơ. Mà lúc này, thượng quan tiếng vừa vặn quay đầu muốn nhìn một chút Lý Thanh Sơn cái này bốn mắt nương môn tự bế thần sắc. Xảo diệu một dạng, thượng quan tiếng liền đón nhận Lý Thanh Sơn cái kia tràn ngập sát cơ ánh mắt. Cái này khiến thượng quan tiếng nội tâm lập tức trung một cái. Nhưng phút chốc, hắn liền khôi phục bình thường đây là biểu tình gì? Ngươi cái tên này tự tìm cái chết. Thượng quan tiến đằng một chút một cơn lửa giận xông thẳng tráng. Ngay tại hắn muốn đứng dậy đi dạy dỗ một chút Lý Thanh Sơn thời điểm. Thật vừa đúng lúc, chung vào học âm thanh đinh linh linh vang lên. Thượng quan tiến không thể làm gì khác hơn là liền như vậy bỏ qua. Đáng chết, cho lão tử chờ lấy, tan học ta không phải đem ngươi đánh năm chi biến hình không thể. Thượng quan tiến chửi nhỏ một tiếng, thề phải đánh Lý Thanh Sơn một trận. Đối với cái tuổi này học sinh lưu manh tới nói, xem ai khó chịu, liền đi đánh ai, đánh một người thường thường không cần cái gì cụ thể lý do, chỉ cần có hợp hay không mắt. Mà Lý Thanh Sơn mang theo kính mắt, giữ lại vừa dày vừa nặng tóc cắt ngang tráng, một bộ trung thực, nhu nhược bộ dáng, chỉ có thể đọc sách, như cái con mọc sách. Ở trong mắt lưu manh, Lý Thanh Sơn chính là nhu nhược tượng trưng, đáng đời bị nắm giữ lực lượng cường đại giả chi phối vận mệnh. Bởi vậy, những học sinh này lưu manh thích nhất khi dễ Lý Thanh Sơn loại này bốn mắt nương môn. Trước đó Lý Thanh Sơn không hiểu, tại sao mình đi học cho giỏi, nhưng vẫn là sẽ sơn trường ức hiếp ờ. Hắn không nghĩ ra, thậm chí cảm thấy phải chỉ cần nhịn một chút, chịu đựng qua cao trung, lên lý tưởng đại học, liền có thể đào thoát đây hết thảy. Thẳng đến toàn cầu dị hóa buông xuống, thế giới vốn có thể hệ sụp đổ, kinh nghiệm một chút gặp trắc trở cùng khúc chiếc sau, Lý Thanh Sơn tính cách xảy ra biến hóa rất lớn. Hắn trở nên càng thêm lãnh khốc, càng thêm biết được sử dụng bạo lực tới bảo vệ tôn nghiêm của mình cùng với giành được tôn trọng của người khác. Đồng thời, Lý Thanh Sơn cũng hiểu tại sao mình lại bị sân trường ức khí bờ nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là chính mình quá mềm yếu, chỉ có thể một vị nhường nhịn cùng trốn tránh. Một thế này, ta sẽ không lại nhu nhược đi xuống, sẽ không lại làm một cái nương môn. Mượn nhờ kinh nghiệm của kiếp trước, một thế này ta có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, biết được thu được cường đại hơn dị năng cùng tu luyện công pháp thể hệ. Ta muốn trở thành đứng đầu đám người này, vạn chúng chú mục, được vạn người ngưỡng mộ. Lý Thanh Sơn đã thu hồi rơi vào trên thượng quan tiến thân ánh mắt, mà là hùng tâm tráng chí một dạng nhìn về phía trước. Lúc này, Lý Thanh Sơn quốc văn lão sư kim chủ nhiệm lớp đi đến. Đây là một cái chừng 30 tuổi nữ lão sư, thân trên đặc biệt mặt bó sát người áo sơ mi trắng, đem dáng người hoàng mỹ phát họa đi ra. Mà hạ thân của nàng nhưng là đến gối bao mông váy ngắn, đặc biệt đem chính mình mông lớn cùng chân trắng lộ ra. Cái này quốc văn lão sư một chút cũng không có lão sư bộ dáng, ngược lại giống như cái quầy rượu lẳng lơ. Trên thực tế cũng đích xác như thế, trong trường học lưu truyền không thiếu vị lão sư này cùng lãnh đạo cấp cao ở giữa chuyện xấu. Chương 3, giải pháp tốt nhất cùng với thiện tâm lớp trưởng. Mà cũng chính bởi vì vị này không xứng chức chủ nhiệm lớp, đưa đến Lý Thanh Sơn bị sân trường khi dễ vấn đề, không có bắt được bất luận cái gì giải quyết. Về sau nữa, toàn cầu dị biến, vị này nữ lão sư sờ soạn một khối ngọc bội, cả người trở nên càng thêm diêm dúa lòe loẹt. Bất quá, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nàng vì để cho chính mình sống được càng thêm thoải mái, thậm chí cùng một chút nắm giữ dị năng cường đại học sinh làm ra chuyện cẩu thả. Lý Thanh Sơn cảm thấy lão sư này bẩn, một chút đều không muốn nhìn nàng, trực tiếp dời ánh mắt. Toàn cầu dị hóa, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm trong lòng cho rằng có cảm giác an toàn vật thể, đồng thời đi tiến hành sau cùng chạm đến. Có người chạm đến lão hổ, có người chạm đến mãng xà, có người chạm đến voi, có người chạm đến sư tử các loại sinh vật. Cũng có người chạm đến đủ loại súng ống, lựu đạn, cổ xe, máy bay, sắt thép cứng rắn, hợp kim các loại vật thể thậm chí có người còn đi nhà bảo tàng chạm đến khủng long hóa thạch nhưng trên thực tế những thứ này đều không không phải giải pháp tốt nhất muốn thu được cường đại dị năng cần chạm vật thể căn bản vốn không cần tốn công tốn sức đi tìm bởi vì rất dễ dàng tìm được lý thanh sơn hai con ngươi lấp lóe cái này giải pháp tốt nhất vật thể chính là người bất quá cái này nhân nhất định phải là khác phái khi toàn cầu dị năng kết thúc biến hóa phía trước nếu như ngươi chạm cuối cùng một dạng vật thể là người vậy sẽ đề cao mạnh thể chất của mình cơ thể thu được một loại nào đó có thể tu luyện đồ trọng yếu. Cái này tu luyện đồ trọng yếu, lúc đó từ quyền uy dị năng cường giả đem gọi là âm dương. Ở kiếp trước bên trong, liền có một chút tình lữ, toàn cầu dị hóa kết thúc phía trước, chạm cuối cùng một dạng vật thể là lẫn nhau song phương, bọn hắn bởi vậy thu được năng lực cường đại. Mặc dù tại dị hóa sau sơ kỳ không phải quá rõ ràng, nhưng mà bọn hắn đến cái kia tu chân đại lục sau đó, đơn giản chính là thiên địa sủng nhi, tại tu luyện phương diện này nhất phi trùng thiên, trở thành đứng đầu tồn tại. Thậm chí, cả kia khối tu chân đại lục nguyên tắc người tu hành cũng không sánh nổi tốc độ tu luyện của bọn hắn, mà bọn hắn cũng được xưng chi vì chân chính người tu hành. Lý Thanh Sơn sửa sang lấy ký ức, nghĩ tới đây, hai con mắt của hắn quát ra hào quang. Một đời trước, Lý Thanh Sơn chạm là trong nhà một thanh gia gia lưu truyền xuống bảo kiếm. Lý Thanh Sơn bởi vậy thu được một cái cường đại công kích dị năng vạn kiếm quy tông, có thể điều khiển trong phạm vi ba dặm kiếm loại vũ khí cho mình sử dụng. Bất quá cái này dị năng tại trước mặt nhân vật đứng đầu giống như là con nít tranh căn bản không đủ nhìn một thế này lý thanh sơn dự định chạm đến nhân trở thành chân chính người tu hành ta nhớ được kiếp trước tại trên khối kia tu chân đại lục lấy được một chút phương pháp tu luyện chỉ cần toàn cầu dị hóa kết thúc ta liền có thể nhờ vào đó sớm tu luyện lĩnh siêu tất cả mọi người một mảng lớn lý thanh sơn thầm nghĩ trong lòng trong tròng mắt hào quang lấp lóe chỉ là muốn chạm đến nhân hơn nữa còn muốn khác phái đối với Lý Thanh Sơn con mọc sách này tới nói, là một việc khó. Ta là con một, nếu là ta có cái muội muội hoặc tỷ tỷ liền tốt. Lý Thanh Sơn trong lòng thầm than một tiếng. Sau một hồi lâu, Lý Thanh Sơn ánh mắt rơi vào ban trường Chu Thanh Linh trên thân. Toàn cầu dị hóa sau, Lý Thanh Sơn cùng Chu Thanh Linh giữa hai người, còn có một đoạn khó quên lịch luyện kinh nghiệm. Đoạn thời gian kia, Lý Thanh Sơn thậm chí thầm mến qua Chu Thanh Linh. Chỉ có điều, hai người bọn hắn là người của hai thế giới cuối cùng lý thanh sơn tự mình đem phần này thích chôn ở trong lòng hai người về sau cũng riêng phần mình bước lên con đường của mình cả đời không qua lại với nhau lớp trưởng một thế này cùng ta cùng một chỗ sống được hào quang a à. lý thanh sơn trong lòng ám lẩm bẩm lập tức lý thanh sơn tay lấy ra trang giấy đồng thời ở phía trên lưu loát viết xuống một câu nói lớp trưởng toàn thế giới lập tức phát sinh một hồi đại biến dị tin được ta mà nói đêm nay rạng sáng điện thoại bảo trì khởi động máy ta sẽ liên hệ ngươi lý thanh sơn đây cũng là Lý Thanh Sơn viết câu nói kia. Đem trang giấy cẩn thận từng ly từng tí gấp gọn lại, Lý Thanh Sơn đưa cho một chút đáng tin cậy đồng học, để cho bọn hắn truyền cho lớp trưởng Chu Thanh Linh. Rất nhanh, trang giấy này liền thuận lợi đưa tới đến Chu Thanh Linh trong tay. Khi Chu Thanh Linh mở ra viên giấy, nhìn thấy Lý Thanh Sơn viết lên câu nói kia thời điểm, khóe miệng co giật rồi một lần. Con mọc sách này, bị đánh ngốc hả, thế mà Trung Nhị như vậy nói toàn cầu sắp phát sinh đại dị biến. Thân là lớp trưởng, xem ra tan học có cần thiết khuyên bảo khuyên bảo hắn. Chu Thanh Linh thầm nghĩ trong lòng, đối với Lý Thanh Sơn viết sự tình không để bụng. Lập tức, lớp trưởng Chu Thanh Linh đem viên giấy xé thành cặn bã, vò thành một cục, tiện tay ném vào ngăn kéo. Lý Thanh Sơn chú ý đến lớp trưởng Chu Thanh Linh cử động. Gặp Chu Thanh Linh một bộ lơ đỉnh bộ dáng, Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy người bình thường phản ứng. Dù sao không phải là tự mình kinh nghiệm, ai cũng không có khả năng tin tưởng toàn cầu dị hóa chuyện này. Bất quá, Lý Thanh Sơn mục đích đã đạt đến, tin tưởng chỉ cần không chấm một qua, lớp trưởng liền sẽ tin tưởng mình giảng, đồng thời chủ động cùng mình bắt được liên lạc. Mà Chu Thanh Linh cuối cùng đem trang giấy phá tan thành từng mảnh động tác, lại là tại trong lòng Lý Thanh Sơn khiên động một chút. Lớp trưởng tâm địa vẫn là tốt như vậy a. À. Lý Thanh Sơn trong lòng cảm thán, hắn hiểu được lớp trưởng làm như vậy vì bảo hộ hắn riêng tư dụng ý. Nếu như cái này đoàn giấy nội dung bị người khác nhìn thấy, như vậy chính mình chắc là phải bị hung hăng chế giễu một phen. Bất quá, bây giờ ai cười càng lớn tiếng, về sau ai ăn thi đấu đấu lại càng lớn. Tại trong lòng Lý Thanh Sơn yên lặng tăng lên đối với lớp trưởng Chu Thanh Linh hảo cảm. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tăng học tiếng Trung vang lên, các bạn học nối đuôi nhau mà ra, vui vẻ đi về nhà. Chải lấy đại bối đầu thượng quan tiếng vẫn ngồi ở vị trí của mình, bên cạnh hắn trong nháy mắt tụ tập năm tên đồng học tiểu đệ, ánh mắt kinh miệt lại hung ác nham hiểm, một bộ không dễ treo chọc bộ dáng. Lão đại, ta đã lặng lẽ lẻ lẻn vào thùng xe, đem cái kia bốn mắt nương môn xe đạp lốp xe khí đem thả rỗng. Một cái vóc người cao gầy đồng học, đưa lỗ tai hướng về phía trước quan tiếng nói nhỏ hảo, làm tốt lắm. Thượng quan tiến lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, đạo, đi, chúng ta đi trước tiệm trà sữa ngồi. Chờ đến lúc cái kia bốn mắt nương môn dắt xe nát mệt mỏi yên yên đi qua, chúng ta liền lên phía trước ân cần thăm hỏi một chút hắn. Chợt, thượng quan tiến đứng dậy, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nghiền ngẫm, trong mắt lóe tinh quang, liếc Lý Thanh Sơn một cái, liền dẫn đồng học các tiểu đệ rời đi. Lý Thanh Sơn tự nhiên chú ý tới thượng quan tiến cái kia bất thiện ánh mắt. Ha ha, đem ta xâm lốc khí thả, lại tại tiệm trà sữa bên trong chờ lấy ta đi ngang qua tiếp đó đối với ta ức khí bờ thật coi ta ngu xuẩn trùng sinh một thế ta há có thể vẫn tùy ý ngươi ức khí bờ chờ ta thu được dị năng tiến hành tu luyện sau đó ta liền đưa cho ngươi một phần đại lễ bao đem ngươi đối ta gấp trăm lần hoàn trả lý thanh sơn thầm nghĩ trong lòng thật dày dưới mắt kính một đôi trong suốt con mắt lóe lên vẻ sát cơ lúc này một bên một đạo thanh xuân tịnh lệ thân ảnh đi tới quy lý thanh sơn ra về cái kia thượng quan tiến có thể ở bên ngoài trường trắng ngươi. Hôm nay anh ta đón ta, thuận tiện cùng một chỗ tiễn đưa ngươi về nhà. Chương 4, Chu Thiên bá hoang đường hôn nhân. Chu Thanh Linh lo lắng thượng quan tiến phóng học tìm Lý Thanh Sơn phiền phức, đặc biệt hướng Lý Thanh Sơn khởi xướng mời. Nàng vẫn luôn là lôi lệ phong hành, làm việc không dây dưa dài dòng người. Nếu là Lý Thanh Sơn cự tuyệt, Chu Thanh Linh liền sẽ quay đầu về nhà, không đem chuyện này nhớ trong lòng. Kiếp trước con mọc sách Lý Thanh Sơn, liền trực tiếp cự tuyệt Chu Thanh Linh thiện ý, về nhà mình. Kết quả, ngàn dặm đi một kỵ đăng kỵ bị nhục chí làm hỏng, chính mình cũng bị đánh một trận. Suy nghĩ một chút thật đúng là buồn cười. Bây giờ, Lý Thanh Sơn trải qua nhiều năm cực khổ lắng động, tâm tính thành thục rất nhiều, cũng hơi nhà thông thái tình lõi đời. Hắn lúc này đồng ý nói, đa tạ, nhà ta tại Phúc Thanh Hoa Uyển. Đi thôi. Chu Thanh Linh không có nói nhiều lời nhảm. Chợt, hai người bọn họ sách theo túi sách, cùng rời đi phòng học. Trên đường, Chu Thanh Linh cũng không có nhắc lên liên quan tới tờ giấy sự tình nàng đã đem lý thanh sơn tờ giấy cùng với trung nhị hành vi quên hết đi hơn nữa nàng cho rằng chủ động nhắc tới cái này là đối với lý thanh sơn không tôn trọng đối với cái này lý thanh sơn không quan trọng nhún vai hắn đã đem tin tức truyền ra ngoài đợi đến đêm nay đạo kia cổ phát thần bí siêu phàm âm thanh tại chu thanh linh bên tai vang lên thời điểm lý thanh sơn tin tưởng cái này lòng nhiệt tình lớp trưởng nhất định sẽ nghĩ đến chính mình đồng thời trước tiên cùng mình liên hệ bây giờ nhiều lời vô ích hơn nữa bản nhất đêm nay toàn cầu dị biến không có buông xuống. cái kia nói đến thiên hoa loạn trụy, chẳng phải là trực tiếp xã hội tính tử vong. người có thể chết nhưng mà không thể xã hội tính tử vong. lý thanh sơn cũng không muốn chính mình xã hội tính tử vong. hơn nữa nếu như có thể mà nói, lý thanh sơn ngược lại thật sự là hy vọng trận này toàn cầu dị biến không cần buông xuống. đã như thế, thế giới này trực tự cũng sẽ không sụp đổ, liền sẽ không có rất nhiều vô tội sinh mệnh tao ngộ nguy hiểm mà chính mình cũng có thể bằng vào kiếp trước đạt được tin tức cùng với công pháp, tại cái này bình thường trong thế giới, sống được phong sinh thủy khởi. Rất nhanh, Lý Thanh Sơn, Chu Thanh Linh hai người tới cửa trường học. Phía ngoài cửa trường, một chiếc màu đen xe con phía trước, đứng một đạo thân ảnh khôi ngô. Hắn thân hình cao lớn, toàn thân khối cơ thịt, mang theo kính mắt, trên đầu không có lông, xem xét liền vô cùng không dễ trêu chọc bộ dáng. Để cho cái tuổi này học sinh sợ chính là, cái này cao lớn tráng hắn cánh tay phải xăm một đầu liền ngắn tay đều không che giấu được bạch hổ, đây là cùng phách tượng trưng lý thanh sơn mặc dù mang theo vừa dày vừa nặng kính mắt nhưng mà trước khi trùng sinh trinh sát năng lực đã sớm in dấu thật sâu khắc ở sâu trong linh hồn lập tức hắn liền thấy được tráng hán này hơn nữa nhận ra đây là chu thanh linh ca ca chu thiên bá vị kia sống trong nghề cường giả không chỉ có như thế lý thanh sơn còn quan sát được một cái trong mắt lóe tinh quan tiểu bàn đôn cái này tiểu bàn đôn là thượng quan tiến an bài nhãn tuyến chủ yếu phụ trách theo dõi lý thanh sơn hơn nửa thời gian thực hồi báo vị trí của hắn bây giờ Hắn nhìn thấy Lý Thanh Sơn, Chu Thanh Linh đi ở cùng một chỗ, liền lấy điện thoại cầm tay ra, hướng lão đại thượng quan tiếng bọn hắn hồi báo trước mặt tin tức. Bên này, lão muội, Chu Thiên Bá nửa đùa nửa thật hướng Chu Thanh Linh lên tiếng chào hỏi. Tiếp đó, ánh mắt của hắn mang theo địch ý, liếc mắt nhìn đi ở Chu Thanh Linh bên cạnh Lý Thanh Sơn. Chợt, Chu Thiên Bá đem cái này xóa địch ý thu vào. Bởi vì giờ khắc này Lý Thanh Sơn mang theo vừa dày vừa nặng kính mắt, một bộ thư sinh nho nhã yếu đuối bộ dáng, Chính mình lão muội không thích cái này một cái nam sinh, không cần lo lắng Chu Thanh Linh yêu sớm. K. Chu Thanh Linh lên tiếng, tiếp đó bắt đầu giới thiệu Lý Thanh Sơn, đạo, đây là bạn học ta Lý Thanh Sơn, hôm nay hắn xe hỏng, chúng ta tiễn hắn về nhà. Xe hỏng là Chu Thanh Linh tùy tiện nhắc tới mượn cớ, để tránh chính mình lão ca suy đoán lung tung, đồng thời tránh chính mình giảng giải một đống lớn liên quan tới Lý Thanh Sơn bị khi dễ sự tình. A. À. Chu Thiên Bá gật đầu một cái, đạo, cái kia sáng mai đâu? Cần chúng ta tiễn hắn tới đi học không? chu thanh linh nhìn về phía lý thanh sơn vừa định hỏi thăm ý kiến của hắn không cần lý thanh sơn lắc đầu đạo sáng mai ta tự đánh mình xe tới trường học xe đạp ta sẽ liên hệ sửa xe sư phó ngày mai giúp ta sửa chữa toàn cầu dị biến đều tới còn muốn xe đạp gì hơn nữa còn là xì hơi xe đạp lý thanh sơn đã đem chiếc này bảo mã từ bỏ a à, cái kia lên xe a ta tiễn đưa ngươi về nhà chu thiên bá nói chợt ba người bọn họ lên đen kiệu xe hơi nhỏ một đường đi nhanh rất nhanh liền đến phúc thanh hoa uyển đem lý thanh sơn bỏ lại sau chu thanh linh cùng chu thiên bá huynh muội hai người trở về một bên khác khi nhãn tuyến tiểu bàn đôn đem lý thanh sơn bị hộ tống về nhà tin tức truyền cho thượng quan tiến đang uống trà sữa thượng quan tiến đắc đến tin tức sau lông mày gắt gao nhíu lại mắng cái kia chu thanh linh thật phiền dáng dấp dễ nhìn coi như xong trong nhà còn có như thế một tôn khó chơi bao che khuyết điểm ca ca bọn hắn tiễn đưa lý thanh sơn cái này bốn mắt nương môn về nhà bên cạnh một thanh niên nói nếu không phải chu thanh linh có anh của nàng che chở nàng đã sớm trở thành lão đại ngài dưới quần tiểu bạch mã đúng vậy a à, ha 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 bên cạnh một cái tiểu đệ cười to nói bọn hắn những tên côn đồ này ngoại trừ không học tập cái gì đều nhiễm hơn nữa khi dễ một chút yếu nhược thế học sinh là bọn hắn niềm vui thú vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh chỉ cần yếu thế một chút liền sẽ bị dẫm lên trên đầu ức khí bờ chu thanh linh dáng dấp dễ nhìn nhưng thế nhưng nàng có cái hung ác ca ca nếu không phải kiên kỵ chu thiên bá thượng quan tiến đã sớm sử dụng một chút thủ đoạn bạo lực bắt được chu thanh linh thật là chán cái này bốn mắt nương môn đã về nhà hắn hôm nay tính khí tăng lên lão tử thật muốn quốc hắn giúp hắn làm tiêu tan tính khí ngày mai chờ hắn đi nhà xí chúng ta lại đi sửa chữa hắn a bây giờ chúng ta đi đường sáng đồ nướng uống rượu lột xuyên đi thượng quan tiến nói tại các tiểu đệ tiến phụ họa phía dưới một đám người bước lục thân bất nhận bước chân đi ra tiệm trà sữa đi tới trạm tiếp theo một bên khác lý thanh sơn bằng vào ký ức về tới chính mình quen thuộc trong nhà về đến trong nhà lý thanh sơn đi tới bàn phía trước hướng về phía bàn bên trên linh vị quỳ xuống lão ba đây hết thảy không phải nằm mơ giữa ban ngày ta lại trở về kiếp trước hài tử nhu nhược bị người cưỡi trên đầu đi ị gặp không thiếu khí cho ngài mất thể diện một thế này ta sẽ sống đến hào quang làm tên hán tử vì ngài làm vẻ vang ngài dưới suối vàng biết mà nói liền thỉnh chúc hài tử hết thảy thuận lợi Lý Thanh Sơn khóe mắt ngậm lấy nước mắt, nói, đồng thời trọng dập đầu một cái. Lý Thanh Sơn là con một, hơn nữa còn sinh hoạt tại một cái ly dị trong gia đình. Tại Lý Thanh Sơn 4 tuổi thời điểm, mẫu thân cùng phụ thân của hắn liền ly hôn. Ly hôn nguyên nhân rất hoang đường. Nghe nói, nàng mẫu thân cho tới nay cùng ngoài ra có tiền nam nhân qua lại. Mà kết hôn, chẳng qua là cái kia có tiền nam nhân ban bố một cái nhiệm vụ. Lý Phụ liền mơ mơ hồ hồ như vậy, đem Lý Mẫu tiếp sang lại, hơn nữa cùng với kết hôn. Không chỉ có như thế, liền Lý Thanh Sơn xuất sinh, cũng là cái kia có tiền kim chủ ban bố lại một cái nhiệm vụ. Chương 5, toàn cầu đại biến dị buông xuống. Bốn tuổi năm đó, Lý Mẫu lần nữa tiếp nhận được cái kia thần bí có tiền kim chủ nhiệm vụ, cùng Lý Phụ nói lên ly hôn. Ngay lúc đó Lý Phụ cũng không có phát giác được Lý Mẫu bất luận cái gì không bình thường, coi nàng là thành hiền thê lương mẫu, không chịu đồng ý ly hôn. Tiếp đó, Lý Phụ cùng Lý Mẫu hai người giằng co không xong. Lại qua sau một khoảng thời gian, cái này thần bí có tiền kim chủ tự hồ cảm thấy mất mặt, cho Lý Mẫu ban bố một cái hoàn toàn mới nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, nhưng là để Lý Mẫu phát ra một đoạn nàng trước đó bị vũ nhục video cho Lý Phụ nhìn. Lúc đó, Lý Phụ tức đến phun máu nằm viện, cơ thể còn rơi xuống tật bệnh. Tại trên giường bệnh, Lý Phụ cũng không có nhận được chiếu cố. Tương phản, Lý Mẫu còn tiếp thụ lấy cái kia thần bí có tiền kim chủ nhiệm vụ, đem mọi chuyện ngọn nguồn nói cho Lý Phụ, hơn nữa mỉa mai hắn. Đoạn này mỹ mãn hôn nhân, liền dạng này hoang đường hạ màn đây là lý do một đoạn sĩ nhục lịch sử. Tại Lý Thanh Sơn 15 tuổi năm đó, Lý Phụ Kim chức chở dùng thời điểm, xảy ra ngoài ý muốn, tiến vào bệnh viện trọng chứng phòng. Thu thập di vật cha thời điểm, Lý Thanh Sơn tại điện thoại di động của hắn cùng với tư nhân xã giao tài khoản bên trên, phát hiện một chút Lý Phụ bí mật nhật ký, mới phát hiện chuyện này. Kiếp trước cho dù là toàn cầu dị biến xảy ra, cái này vẫn là Lý Thanh Sơn trong lòng một cây gai nhọn, không cách nào tiêu tan, kéo dài đau đớn. Liền xem như bây giờ, Lý Thanh Sơn nghĩ đến việc này, bị phẫn nộ, sát khí bao khỏa thân thể đều biết nhịn không được run một chút. Kiếp trước ta liền sống sót đều khó khăn, không thể tìm được vị kia kim chủ báo thù. Một thế này ta muốn báo thù, vì phụ thân đòi một lời giải thích. Lý Thanh Sơn trong lòng âm thầm quyết định, một đôi thiết quyền càng là nắm chặt đến cốt két vang dội. Mặc dù hắn bây giờ đối với vị kia thần bí có tiền kim chủ cùng với chính mình mẹ để tin tức hiểu rất ít, nhưng Lý Thanh Sơn tin tưởng mình một thế này chắc chắn có thể đem cái này khúc mắt giải khai, báo thù đồng thời vãn hồi tôn nghiêm. Tiếp lấy, Lý Thanh Sơn đi tùy tiện chuẩn bị chút đồ ăn, lấp đầy bụng của mình. Ngày tháng thoi đưa, thời gian qua nhanh, thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, đêm đã khuya. 11 giờ 59 phút. Lý Thanh Sơn đi tới phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra xa treo trên cao minh nguyệt, nó sáng ngời có chút quỷ dị. Âm u đầy tử khí thành thị bị nguyệt quang bao phủ, ngẫu nhiên có vài tiếng quả đen kêu lớn đánh vỡ ban đêm yên tĩnh, cống thoát nước chuột sao động bất an, căn phòng cách vách lão vương thô bạo ngang ngược, Lý Thanh Sơn nhìn xem trên điện thoại di động quy luật khiêu động kim dây, một đôi trong suốt trong đôi mắt tinh quang lóe lên. 59 giây, 60 giây. Kim dây rơi vào không điểm vị trí, cùng kim đồng hồ, kim phúc chồng lên nhau tại một chỗ. 12 giờ, cũng chính là không điểm đến. Ông. Cả vùng, bỗng nhiên mãnh liệt chấn động một chút. Một giây sau, một đạo cổ phát, thần bí, siêu phàm âm thanh, tại Lý Thanh Sơn bên tai vang dội. Không chỉ là Lý Thanh Sơn, giờ khắc này trên địa cầu tất cả giống loài, toàn bộ đều nghe được trận này siêu phàm âm thanh. Những âm thanh này tối tăm khó hiểu, tự hồ cũng không phải trên địa cầu ngôn ngữ. Bất quá, thần kỳ là, tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu được trận này siêu phàm, tối tăm âm thanh truyền lại đưa ra ngoài tin tức. Ước chừng kéo dài thời gian 10 hơi thở. Những âm thanh này liền biến mất. Mà Lý Thanh Sơn trong mắt tinh mang lại là bùng lên. Trận này thanh âm thần bí, nói cho tất cả mọi người. Toàn cầu dị hóa buông xuống. Từ giờ phút này bắt đầu, các ngươi cuối cùng dùng hai tay chạm một kiện vật thể, sẽ đạt được cường hóa, đồng thời chuyển hóa làm thân thể một bộ phận. Thời gian kéo dài là 24 giờ, khi một ngày mới đến, dị hóa kết thúc. Bắt đầu đi, trận này vĩ đại thịnh yến. Lý Thanh Sơn đem âm thanh dùng sức sau khi hấp thu, trong miệng lẩm bẩm, toàn cầu dị hóa, quả nhiên đến. Đây là cơ duyên, cũng là tai nạn. Ta phải sống sót, ta phải biến đổi đến mức cường đại. Lớp trưởng, ngươi hẳn là cũng nghe được những âm thanh này đi ngươi sẽ nhớ đến ta hôm nay cho ngươi chữ viết đầu. Lý Thanh Sơn không có cúng cùng chút nào, hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Tiếp tục nhìn ra xa phong cảnh ngoài cửa sổ, Nguyệt Quang vẫn như cũ quỷ dị. Nhưng nguyên bản yên tĩnh thành nhỏ, tại thời khắc này lại là quỷ dị giống như sống lại, khắp nơi tiếng người huyên náo, một mảnh xôn xao. Từng nhà nguyên bản tắt ánh đèn, liên tiếp phát sáng lên. Quả đen xa bay mà đi, sao động chuột bắt đầu trốn đông trốn tây, sát vách lão vương đình chỉ ngang ngược động tác lý thanh sơn hít thể thật sâu thở ra một hơi chẳng biết tại sao vậy mà lộ ra một vòng điên cùng nụ cười một bên khác một tòa biệt thự bên trong người mặc áo ngủ chu thanh linh một đôi xinh đẹp trong mắt tràn đầy nghi hoặc a à, vừa rồi ta nằm mơ sao gần nhất học tập áp lực xuất hiện ảo giác vậy mà nằm mơ thấy cái gì toàn cầu đại dị biến tựa như là cái kia con mọc sách lý thanh sơn nói toàn cầu đại dị biến chu thanh linh nâng tráng không còn gì để nói lung lay đầu nàng nằm xuống tiếp tục ngủ ngày mai còn muốn đến trường đâu, nếu là đêm nay mất ngủ, ngày mai bàn học liền sẽ biến thành giường. Lúc này, ngoài phòng truyền tới một hồi thanh âm dồn dập. Ngay sau đó, đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Cùng theo vang lên chính là Chu Thiên Bá thanh âm lo lắng, lão muội, mau thức dậy, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Chu Thanh Linh rời giường, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Ngày mai còn đọc sách đâu, ầm ý cái không xong, là ý gì? Không thể chờ Bình Minh nói lại sao? bật đèn, đem cửa phòng mở ra. Chu Thiên bá xông vào, đem đã móc ra điện thoại, bỏ vào Chu Thanh Linh trước mặt. "Lão muội, ngươi nhìn, toàn cầu đại biến dị đến. Vừa rồi ngươi có nghe hay không đến một hồi âm thanh?" "Nghe được." "Không chỉ là ta nghe được, các huynh đệ của ta đều nghe được, thậm chí cả nước đều nghe được." "Không đúng, toàn cầu đều nghe được." "Ngươi nhìn bọn này tin tức, nhìn cái này bắn lên video ngắn, nhìn cái này nhảy ra tin tức, toàn bộ đều đang giảng giải chuyện này a." À. Chu Thiên bá mở miệng nói ra, càng nói chu thanh linh càng có thể từ ca ca của mình trong miệng nghe được hưng phấn ngữ khí tự hồ toàn cầu đại biến dị đến đối với ca ca của mình tới nói là một kiện đáng giá chúc mừng đại hỷ sự trên thực tế đúng là như thế chu thiên bá tiếp nhận trình độ văn hóa không cao rất sớm đã đi ra xã hội đen giảng tình huynh đệ trong lòng có điểm trúng nhị thiếu năm cảm giác bây giờ nói cho hắn biết toàn cầu đại biến dị đến không cần đọc sách cũng có thể trở thành thượng nhân chu thiên bá có thế không vui sao hắn cho rằng đây là một hồi cơ duyên chính mình có thể biến đổi đến so trước đó càng thêm cường đại càng thêm có lực ảnh hưởng về sau bên cạnh mình người hầu tiểu đệ cũng sẽ càng nhiều chu thanh linh một đôi thanh thuần đôi mắt đẹp cắt cao nhìn chầm chầm chu thiên bá màn hình điện thoại di động càng xem sắc mặt của nàng càng khiếp sợ hơn miệng càng không kềm hãm được mở lớn phản phất có thể nhét vào hai cái rưỡi bóng rổ kaka ca ca, cái này lại là thật sự toàn cầu đại biến dị đến tất cả nhân loại chúng ta sẽ thu được một loại cùng mình cuối cùng đụng chạm đến vật thể có liên quan dị năng. Có 24 giờ. Chu Thanh Linh khiếp sợ nói. Chương 6, đem ánh mắt chăm chú vào khủng long bên trên. Tin tức này quá kình bạo, có trong nháy mắt như vậy Chu Thanh Linh còn tưởng rằng mình đang nằm mơ đâu. Toàn cầu đại biến dị không có dấu hiệu nào phát sinh, thật giống như ngươi đang tại thi đại học, lão sư không hiểu cuối kỳ xong tới loãng soảng cho ngươi hai cái thi đấu đấu một dạng không thể tưởng tượng nổi. Ca, ta đang nằm mơ sao? Đây là thật sao? chu thanh linh rung động ngoài càng nhiều hơn chính là mờ mịt khi biết tin tức này phía trước nàng nhưng vẫn là cái một lòng chỉ đọc sách thánh hiền tiểu hài chờ mong bản thân có thể thi đậu một cái lý tưởng đại học nhưng bây giờ toàn cầu đại biến dị đến cái này còn đọc cái chù y sách a không đúng sách hoặc giả còn là muốn tiếp tục học lão muội nếu không thì ta bóc ngươi một chút nếu là ngươi cảm thấy đau vậy thì không phải là đang nằm mơ mà là chân thực phát sinh sự tình chu thiên bá nói có thể đáp lại hắn nhưng là chu thanh lương một cái trắng nõn hữu lực tay ngọc trực tiếp vặn ở chu thiên bá cái kia xăm bá khí bạch hổ đầu hai đầu cơ bắp bên trên t chu thiên bá hít sâu một hơi tiếp đó thét to đau lão muội điểm nhẹ k nhìn cái này toàn cầu đại biến dị là chân thật chúng ta không phải đang nằm mơ còn không phải sao lão muội ngươi nhiệt tình thật to lớn đau chết ca của ngươi chu thanh linh cùng chu thiên bá hai người động tỉnh không nhỏ lại thêm ngoài phòng toàn bộ đều là náo ầm ầm một mảnh chu phụ cùng chu mẫu hai người rất nhanh đến mức biết chuyện này bọn hắn tìm tới chính mình nhi tử cùng nữ nhi bắt đầu giảng thuật chuyện này người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi quanh ở trong phòng khách bắt đầu kịch liệt thảo luận chuyện này thỉnh thoảng bọn hắn còn có thể cho mình thân bằng hảo hữu phát mấy cái tin tức đánh mấy thông điện thoại trò chuyện thoải mái chuyện này giờ khắc này toàn cầu sôi trào tất cả mọi người không có ngủ ý tứ tất cả đều bận rộn thảo luận chuyện này một bên khác các tường tiểu khu 18 tòa nhà A tọa, 404 hào. Trong phòng khách, Thượng quan tiếng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, lật xem trên điện thoại di động tin tức cùng với không ngừng nhảy lên tin tức. Ha ha ha, thứ này lại có thể là thật sự. Đây hết thảy đều là thật. Toàn cầu cực khác có thể đến, ta có thể thu được siêu phàm năng lực. Quá tuyệt vời. Cái này còn đọc cái mẹ nó sách A. Thượng quan tiếng hưng phấn đại hống đại kiếu vô cùng vui vẻ. Hắn phụ mẫu, ngồi ở trên ghế salon, nhìn nhau một mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được tương lai, cùng với ý cười. Tiểu tiến, đây là một kỳ ngộ lớn A. À. Không nghĩ tới có một ngày, chúng ta làm tinh thượng sẽ phát sinh loại này huyền huyễn sự tình. Chỉ cần thật tốt chạm đến vật thể, tương lai tiểu tiến ngươi thu được một cái siêu phàm dị năng, liền có thể nhảy lên trở thành thượng nhân. Thượng quan tiến phụ thân, đẩy mắt kính của mình, ân cần dạy bảo đạo. Mặc dù nhà bọn hắn có chút tài sản, nhưng giàu không quá đời thứ ba, đến được nhi tử thế hệ này không học sách, thích lêu lỏng, xem như phế bỏ. Nhưng là bây giờ toàn cầu đại biến dị đến, mang ý nghĩa hết thảy sự vật một lần nữa thanh tẩy, con của mình có cơ hội trở thành vì cường giả, thay đổi vận mệnh. Văn không được, cái kia liền đến võ. Đúng vậy a, à, tiểu tiếng. Đã ngươi không thích đọc sách, chúng ta không học sách. Về sau đều sở hữu dị năng, tìm việc làm, còn nhìn cái gì trình độ a? Thượng quan tiếng mẫu thân, lộ ra một vòng cưng chiều nụ cười, nói: "Mụ mụ, đều sở hữu dị năng, còn tìm cái chủ ý việc làm a?" Thượng quan tiếng nhếch miệng, Phản bác: Ta muốn nắm giữ cường đại dị năng, trở thành cường giả tuyệt thế, nuôi một nhóm tiểu đệ, đánh xuống một mảnh giang sơn, mới không đi việc làm." Thượng quan tiếng nói, có thể nói là giả tâm bừng bừng. "Hảo, tiểu tiếng nói rất hay." Phụ thân của hắn khẳng định gật đầu một cái, "Đạo, nhà ta tiểu tiếng có chí lớn a. À. Đến lúc đó cha mẹ ngươi, chúng ta cũng có thể thu được dị năng, người một nhà bằng vào cái này dị năng nhất phi trùng thiên." Mẫu thân gật đầu một cái, mặt nở nụ cười, biểu thị ủng hộ. Bất quá, nàng nghĩ tới rồi cái gì, không khỏi nói, bất quá, chúng ta muốn chạm đến cái gì vật thể, mới có thể thu được lợi hại dị năng. Đương nhiên là càng quý giá bảo vật, càng tốt. Thượng quan tiếng phụ thân nói. Mẫu thân hỏi, ta cái này quả dứa 15 như thế nào? Nói thời điểm, nàng còn sáng hiện ra chính mình kiểu mới quả dứa 15. Phụ thân im lặng, lắc lắc, nói, rác rưỡi. Cái này quả dứa 15 chính là rác rưỡi. Ta cái này quả dứa 15 thế nhưng là mua hơn một vạn khối tiền ngươi nói nó là rác rưởi. Mẫu thân không phục, đạo, vậy ngươi cho ta nói một chút, cái gì mới là bảo vật quý giá? Đương nhiên là bảo đao, bảo kiếm loại này, càng sắc bén càng là bảo vật. Chạm đến bọn chúng, nói không chừng trực tiếp có thể ngự kiếm phi hành, khống đao giết người. Phụ thân cơ trí nói. Mẫu thân sau khi nghe, cẩn thận suy xét, cảm thấy có đạo lý, nói, hài tử cha, ngươi nói rất đúng. Chạm quả dưới 15, có thể thu được cái gì hiếm ho dị năng đâu. Cái này quả dưới 15 quả nhiên là rác rưởi nhưng vấn đề là chúng ta lên đi nơi nào tìm bảo đao bảo kiếm đâu trong chúng ta cũng chỉ có dao phay cái kéo dao móng tay những thứ này bình thường đao cụ không chỉ có là chúng ta có trong nhà của người khác cũng có a à. nói không chừng một chút tiểu phiến đầu bếp trong nhà đao cụ đều so chúng ta sắc bén bộ dạng này người khác chạm những cái kia càng thêm bảo đao sắc bén hoặc bảo kiếm đây chẳng phải là so với chúng ta càng thêm lợi hại lời của mẫu thân để cho phụ thân lâm vào một trận trầm mặc bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật trong nhà ai còn đùa nghịch đao đùa nghịch kiếm bình thường chỉ có người thu thập hoặc một chút hiện đại người tập võ mới có thể cất giữ một chút đao cụ kiếm cụ hơn nữa thứ này không có tốt nhất chỉ có tốt hơn cái này cũng không có thể để cho người một nhà bọn họ thu được cường đại dị năng đến nỗi súng ống đây càng không cần nói quốc gia này cấm thương rất nghiêm còn không có sờ đến súng ống liền đã bị bắn chết cái này không tại bọn hắn cân nhắc phạm trù bên trong sợ thú như thế nào thượng quan tiến bỗng nhiên nói cha và mẹ nghe vậy không khỏi đem ánh mắt đều rơi vào thượng quan tiến trên thân sợ thú ngươi nói là chạm đến một chút cường đại động vật sao Tỷ như nói đại lão hổ đại sư tử lan những thứ này phụ thân nói trong mắt tinh quang lấp lóe đúng vậy bạn học ta đều nói muốn đi trong vườn thú sợ những cái kia đại lão hổ đại tinh tinh cá sấu lớn thượng quan tiến nói hắn tâm động cũng nghĩ đi vườn bách thú tìm kiếm một chút giả mang động vật dùng cái này thu được cường đại dị năng bây giờ toàn thành, cũng chỉ có vườn bách thú có hung tàn động vật. Chúng ta chỉ có thời gian một ngày có thể chuẩn bị. Nhưng vấn đề là, hài tử, chúng ta có thể nghĩ đến, người khác chỉ sợ cũng có thể nghĩ đến. Sói nhiều thịt ít, chúng ta bây giờ chạy tới, chỉ sợ chèn phá đầu, cũng sợ không tới đại tinh tinh, đại sư tử, đại lão hổ. Nếu là cái gì gà lớn, đại điểu, ngược lại là rất dễ dàng sờ được. Phụ thân đem băng khoăn của mình nói ra. Trong nhà trong tủ lạnh, có một đầu rắn chết, vốn là muốn nấu canh, nhưng bây giờ tự hồ có thể phát huy được tác dụng. Đầu này rắn chết nhìn xem rất hung tàn, nếu không liền chạm đến nó. Mẫu thân đề nghị. Cái này chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Phụ thân lúc này đồng ý. Bất quá, thượng quan tiến lại lắc đầu, nói, cái này rắn chết có thế có việc xà lệ hại. Hơn nữa, xà cũng chia rất nhiều chủng loại. Trong nhà đầu kia rắn chết xem xét chủng loại lại không được. Ta xem, nếu không thì buổi tối hôm nay vụng trộm chạy tới nhà bảo tàng, xem có thể hay không làm đến điểm khủng long hóa thạch cái gì. Chương 7, sao động thế giới. Nâng lên sờ thú, thượng quan tiến liền nghĩ đến tiền sử cự thú khủng long. Tại trong viện bảo tàng, còn phô bày một chút khủng long hóa thạch sống, thậm chí là một chút con mũi hổ phách. Thượng quan tiến cho rằng, nếu là chạm đến những thứ này viễn cổ sinh vật hóa thạch, hổ phách, có lẽ mình có thể thu được siêu phàm dị năng. Phụ thân nhíu mày, nói, trong viện bảo tàng hóa thạch, hổ phách, cũng không có dễ dàng như vậy sờ đến cái kia kiến chống đạn dày như vậy đập ra cũng không thực tế tiểu tiến cách làm này quá mạo hiểm mẫu thân cũng có chút lo nghĩ nói đúng vậy a à, chuyện phạm pháp ta nhưng không thể làm a à. bây giờ tất cả mọi người còn không có thu được dị năng còn không có năng lực vượt qua luật pháp chế tài tất cả mọi người vẫn là người bình thường thượng quan tiến nói ta muốn đi nhà bảo tàng thử thời vận nếu như cuối cùng không có cái khác tốt bảo vật chạm mà nói ta liền đi chạm đến trong tủ lạnh trắng chết có thể ba ba ủng hộ ngươi phụ thân nói, ba ba hôm nay liên lạc một chút bằng hữu, xem có thể hay không làm đến một chút bảo vật, để cho tiểu tiến ngươi chạm đến, cũng cho ta cùng mẹ ngươi chạm đến. Mẫu thân nói, ta cũng đi hỏi một chút ta khuê mật tốt nhóm. Liền như vậy, thượng quan tiếng người một nhà gõ cái chiên bí mật trống, bắt đầu đối với chạm đến bảo vật, thu được dị năng một chuyện chuẩn bị. Tại Lam Tinh Thượng, vô số gia đình, vô số người, cũng bắt đầu vì chuyện này bận rộn. Một chút người thu thập thân phận địa vị, càng là bởi vậy nước lên thì thuyền lên, đơn giản là trong tay bọn họ nắm giữ rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này, có lẽ có thể để rất nhiều người nắm giữ cường đại dị năng. Một chút nhà có tiền, cũng bắt đầu sao động, vì giữ vững gia nghiệp, bọn hắn nhất thiết phải thu được cường đại dị năng, nếu không sẽ bị một chút thù người giàu sâu xé. Toàn cầu sinh vật, tại thời khắc này, đều vô cùng bận rộn cùng sao động. Lý Thanh Sơn thì nằm chính mình quen thuộc lại xa lạ trên giường, chuẩn bị ngủ. Hắn đã nghĩ kỹ chính mình chạm đối tượng, không phải bảo vật, mà là người hơn nữa là nữ nhân, mỹ nhân, là giáo hoa Chu Thanh Linh. Ngay tại Lý Thanh Sơn vừa muốn chìm vào giấc ngủ thời điểm, hắn điện thoại di động màn hình sáng lên, là lớp trưởng Chu Thanh Linh phát tới tin tức. Lý Thanh Sơn, hôm nay ngươi ban ngày nhắn lại tờ giấy có ý tứ gì? Ngươi đã sớm biết chuyện đêm nay, sẽ phát sinh. Nhìn xem Chu Thanh Linh gửi tới tin tức, Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên một vòng tia sáng. Hắn trả lời, tối mai, 11 giờ 30 phút gặp, ta sẽ nói cho ngươi biết chạm đến giải pháp tốt nhất, nhưng chỉ giới hạn trong ngươi tin tức nhớ kỹ xóa bỏ số liệu phải nhớ rõ lý tốt ngày mai gặp chu thanh linh đơn giản trả lời đồng thời chu thanh linh không nghĩ tới cái này thường xuyên bị khi phụ con mọc sách vậy mà biết một chút liên quan tới toàn cầu dị năng ẩn tình hơn nữa chẳng biết tại sao chu thanh linh cảm giác cái này lý thanh sơn trở nên không giống với trước đó có một chút càng thêm thành thục đáng tin cậy một chút đây thật là cảm giác kỳ lạ bất quá chu thanh linh tôn trọng lý thanh sơn dựa theo hắn lời nói xóa bỏ tin tức ghi chép thuận tiện dọn dẹp một lần bộ nhớ số liệu. Chuyện này, nàng ngay cả mình huynh trưởng Chu Thiên Bá cũng không hề giảng. Bởi vì, Lý Thanh Sơn có thể biết được cái nào đó bí mật, nếu chính mình vi phạm với cùng Lý Thanh Sơn ước định, có thể sẽ tạo thành một chút kết quả. Chu Thanh Linh vẫn luôn là có bản thân chủ kiến, lại làm việc sấm trên gió cuốn người, nàng dự định tự mình tới nhìn một chút Lý Thanh Sơn. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thời gian qua nhanh, thời gian trôi qua. ngắn một cái, ban đêm liền qua, ban ngày buông xuống một ngày này, rất nhiều trường học, công ty, siêu thị các loại đơn vị làm việc, thậm chí là giao thông, đều lâm vào trạng thái tê liệt. Bởi vì, toàn cầu đại bộ phận nhân loại đều điên, bọn hắn bỏ lại hướng năm muộn chính việc làm, bắt đầu tìm kiếm cùng dị năng có quan hệ bảo vật. Liền, cũng phần lớn học sinh xin phép nghỉ, không tới trường học. Cứ việc nhân viên nhà trường không cho phê nghỉ, nhưng đó căn bản không giải quyết được các học sinh không tới lên lớp vấn đề. Cái này nhưng làm trường học các lãnh đạo cho sầu chết. Lý Thanh Sơn chỗ ban ba, ngoại trừ học sinh không đến, thậm chí ngay cả chủ nhiệm lớp cùng với một chút khoa nhâm lão sư cũng không tới. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Rất nhanh, Thái Dương rơi xuống, quỷ dị nguyệt quang lần nữa vẫy xuống. Càng tới gần không điểm, toàn cầu sinh vật liền càng là sao động. Lý Thanh Sơn trong nhà soát lấy thiển cận bình phong, video ngắn bên trong, có quan hệ với hôm nay nháo sự, phạm tội tin tức không ngừng bắn ra. Rất nhiều người vì tranh đoạt một kiện nào đó vật phẩm, giả thú, đều ra tay đánh nhau. Toàn quốc vườn bách thú, nhà bảo tàng, thư viện, văn vật quán các loại, càng là toàn bộ đều phong bế, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản nổi một chút muốn xông vào người. Rất nhiều siêu thị, bị cướp sạch không còn một mống, đủ loại hàng hóa bị tranh đoạt, đủ loại sinh hoạt cần vật dụng giá hàng tức thì bị điên cuồng đi lên. Thế giới trật tự cùng với cách cục, bắt đầu dần dần sụp đổ. Toàn cầu cấp bách cần một loại lực lượng mới, để ước thúc bọn này sao động sinh vật. Vẻn vẹn một ngày không tới công phu, toàn cầu các nơi, đều trở nên vô cùng hỗn loạn đợi đến tất cả mọi người thu được dị năng sau đó, thế giới này sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Tử vong, đem nương theo tại mỗi người bên cạnh, bao quát hài nhi. Đối với rất nhiều người tới nói, sinh mệnh trở nên giống như cỏ rác, không còn đáng tiền. Rất nhanh, toàn bộ lam tinh thế lực, cách cục đem một lần nữa tẩy bàn. Ngươi muốn tiền, cần dùng nắm đấm tranh thủ, ngươi muốn nữ nhân, cần dùng nắm đấm tranh thủ, ngươi muốn cơm ăn, cần dùng nắm đấm tranh thủ. Nắm đấm đánh thiên hạ thời đại, muốn buông xuống. Lý Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng, trong suốt trong hai mắt tia sáng bốn phía. Hắn đã sớm trải qua những chuyện này, cho nên Lý Thanh Sơn đã đón nhận hiện thực này, cũng vì chi cố gắng phấn đấu. Hôm nay, Lý Thanh Sơn trong nhà ở một ngày. Hắn không có đi tìm kiếm bảo vật, càng không có đi động vật tư. Đây hết thảy đều tại trong khống chế Lý Thanh Sơn, muốn thứ gì, tương lai chỉ cần động động nắm đấm, hắn liền có thể lấy được. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Rất nhanh, 11 thời điểm Chu Thanh Linh cầm người trong nhà cho một khối tổ truyền bảo ngọc, đi ra cửa tìm kiếm Lý Thanh Sơn. Ca ca của nàng Chu Thiên Bá có sắc quan hệ, đi theo các huynh đệ đi làm giả thú cường đại đi, nghe nói vận khí tốt, có thể đụng chạm đến đại lão hổ. Mà phụ thân của nàng dự định chạm đến một thanh cất giữ lợi kiếm, mẫu thân thì chạm đến một thanh cất giữ bảo đao. Trên đường Chu Thanh Tâm bên trong lẩm bẩm, cái này Lý Thanh Sơn đến tục cùng có cái gì chạm đến giải pháp tốt nhất, còn giới hạn ta biết. Còn đặc biệt để cho ta giữa đêm này đi trong nhà hắn còn có một cái giờ, tất cả mọi người tìm kiếm bảo vật thời gian, liền hết hạn. Lý Thanh Sơn có thể lấy ra so ta khối này tổ truyền bảo ngọc chất lượng tốt hơn bảo vật đi ra, hơn nữa cùng ta cùng hưởng chạm đến sao. Chu Thanh Linh suy nghĩ rất tạp, có chút xem không hiểu Lý Thanh Sơn. Trong lúc vô tình, nàng đã tới Phúc Thanh Hoa Uyển, đồng thời đi tới chính tòa nhà B tọa 4399 hào. Đông đông đông. Chu Thanh Linh khe khẽ gõ một cái môn. Lý Thanh Sơn mở cửa ra, lộ ra nụ cười nhạt, nói, lớp trưởng, ngươi đã đến. Nam Khai Tam Trung nơi Lý Thanh Sơn đang ở. Chương 8, sờ bảo trở nên mạnh mẽ ngươi lại muốn sờ ta. Mời đến. Lý Thanh Sơn làm ra một cái thỉnh tư thế, đem Chu Thanh Linh mời đi vào. Đi vào phòng, hai người ngồi ở trên đại sảnh. Đối với Lý Thanh Sơn bối cảnh gia đình, Chu Thanh Linh ít nhiều hiểu rõ một chút, cho nên nàng đối với cái này có chút lạnh tanh gian phòng cũng không cảm giác bất mãn, càng nhiều hơn chính là tràn ngập thông cảm cùng thương tiếc. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, thật giống như củi khô lửa bốc, rất dễ dàng một điểm liền đốt nhưng Chu Thanh Linh không sợ chút nào. Bởi vì, nàng giải lý Thanh Sơn, hắn không phải loại kia sẽ làm ra quá mức cử động người. Hơn nữa, Chu Thanh Linh đối với võ lực của mình rất là tự tin, cho là mình có thể dễ dàng hàng phục Lý Thanh Sơn cái này văn nhược con mọc sách. Lý Thanh Sơn, ngươi gọi ta tới, có cái gì chạm đến giải pháp tốt nhất muốn nói cho ta biết. Trên mạng có rất nhiều chủ lâu cùng với lớn hơi đều nói, muốn chạm đến một chút sinh vật hùng mạnh hoặc chạm đến một chút hiếm hoi cổ vật hoặc hiện đại hóa cường đại khí giới, mới có thể thu được cường đại dị năng. Ngươi ở đây sẽ không phải có cái gì trọng bảo a." À. Chu Thanh Linh nói, đồng thời nhìn chung quanh một lần. Bây giờ toàn cầu nhân loại đều đang tìm kiếm bảo vật. Bởi vì chỉ có chạm đến bảo vật, bọn hắn mới có thể thu được cường đại dị năng, mới có thể trở nên mạnh mẽ. Hôm nay Chu Thanh Linh một nhà, liền hùng hùng hổ hổ, bắt đầu tìm kiếm bảo vật, lúc này mới có nàng bây giờ cổ đại bảo ngọc. Lý Thanh Sơn lắc đầu, nói, "Lớp trưởng, ngươi nhìn ta trong nhà giống như là có trọng bảo bộ dáng sao?" Những cái kia trọng bảo đều bị đại nhân vật nắm giữ ở trong tay chúng ta những người bình thường này nơi nào có thể được đến đâu chu thanh linh gật đầu một cái nói nói cũng đúng bây giờ nghĩ làm đến một kiện ra dáng bảo vật chính xác đều rất khó khăn vậy ngươi nói chạm đến giải pháp tốt nhất là cái gì xa cuối chân trời gần ngay trước mắt lý thanh sơn trả lời cái gì chu thanh linh sau khi nghe cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi nàng một đôi muội muội bốn phía quét mắt một phen cũng không có nhìn thấy lý thanh sơn nói gần ngay trước mắt chi vật cái gì giải pháp tốt nhất, bảo vật gì? Ta như thế nào cái gì đều không nhìn thấy? Chu Thanh Linh nói. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác thời khắc này Lý Thanh Sơn rất là không giống nhau, không còn là trước kia cái kia chỉ có thể đi học con mọc sách. Hắn có chút thần bí, giống vũ trụ, thần bí làm cho nhân loại muốn tìm tòi hơn nữa kính sợ thậm chí sợ hãi. Không nóng nảy. Chờ muộn một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Thanh Sơn nói. Bây giờ cách 12 giờ còn có một đoạn thời gian, hắn cũng không gấp gáp nói ra. Tốt a. À. Chu Thanh Linh bất đắc dĩ gật đầu một cái, đạo: Tính cách của nàng khiến cho nàng tương đối trầm ổn, sẽ không hỏi nhiều. Tiếp lấy, Lý Thanh Sơn cùng Chu Thanh Linh hai người trên ghế salon ngồi bất động, riêng phần mình soát lấy điện thoại di động của mình, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Đến 11 giờ 55 phút thời điểm, Lý Thanh Sơn cho rằng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền mở miệng nói: "Lớp trưởng, ta bây giờ có thể nói cho ngươi cái này chạm đến giải pháp tốt nhất là cái gì?" là cái gì chu thanh linh ánh mắt sáng quắc người lý thanh sơn nói cái này chạm đến giải pháp tốt nhất là người hơn nữa nhất định phải là nam nhân cùng nữ nhân chỉ cần nam nhân cùng nữ nhân lẫn nhau chạm đến sau đó liền có thể thu được một loại tên là âm dương thể chất có thể tu luyện một chút công pháp tại sơ kỳ có thể không bằng một chút chạm đến cái khác vật dị năng giả nhưng mà hậu kỳ lại là tồn tại cường đại có thể hất ra tất cả mọi người mười đầu đường phố lý thanh sơn âm thanh có chút sụt sôi mỗi một chữ thật giống như một cái trọng chù y đập vào chu thanh linh nội tâm nàng không nghĩ tới lý thanh sơn lại có thể nói ra lời như vậy chạm đến bảo vật không phải giải pháp tốt nhất chạm đến nhân tài là giải pháp tốt nhất hơn nữa còn nhất định phải là nữ nhân trên thế giới hết thảy mọi người những cái kia chủ lâu đều tại nói sờ bảo trở nên mạnh mẽ nhưng lý thanh sơn hắn lại muốn sờ nữ nhân hơn nữa nữ nhân này còn không phải những nữ nhân khác rõ ràng là chính mình a à. sờ bảo trở nên mạnh mẽ ngươi không sờ lên cổ thần khí lại muốn sờ nữ nhân. Lý Thanh Sơn, toàn cầu dị biến kết thúc một khắc cuối cùng, người muốn chạm nữ nhân sẽ không phải là ta đi. Chu Thanh Linh tràn đầy bất ngờ nói. "Đúng vậy, Thanh Linh, cùng ta cùng một chỗ trở nên cường đại a." À. Lý Thanh Sơn trả lời, âm thanh mang theo không hiểu sức hấp dẫn. Chu Thanh Linh là minh mẫn người, ánh mắt nàng sáng rực, trong lòng suy xét đến rất nhiều thứ. Nàng có chút vững tin lý Thanh Sơn lời nói lời nói tính chân thực. Lớp học bên trên nhiều như vậy nữ đồng học vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn ta? Chu Thanh Linh hỏi. Bởi vì lớp trưởng ngươi bảo hộ qua ta, ta trên thế giới này, có thế tin người, cũng chỉ có ngươi. Lý Thanh Sơn ánh mắt kiên định, đạo. Hai người nói chuyện thời điểm, thời gian từng chút từng chút trôi qua, lập tức liền đến 11 giờ 58 phút. Lớp trưởng, ta biết ngươi nguyên bản định chạm đến một khối gia tộc lưu truyền xuống cổ ngọc, dùng cái này tới thu được cường đại dị năng. Xin cứ ngươi tin tưởng ta, cái này cổ ngọc cũng không phải giải pháp tốt nhất ta là ngươi chạm đến giải pháp tốt nhất mà ngươi là ta chạm đến giải pháp tốt nhất lý thanh sơn nói lần nữa hắn lời nói lượng tin tức rất lớn để cho chu thanh linh nội tâm rung lên bần bật chạm đến gia tộc của ngọc chuyện này chỉ có cha mẹ của nàng cùng với ta ca biết được những người khác cũng không không biết mà bây giờ lý thanh sơn lại nói đi ra ý vị này hắn giảng nội dung 89/ chín phần 10 là chân thật cha của ngươi muốn chạm đến một đầu bạch hổ cha ngươi là một thanh bảo kiếm mẹ ngươi chạm đến một thanh bảo đao Lý Thanh Sơn kéo dài ném ra ngoài một chút tin tức trọng yếu, kéo dài công phá Chu Thanh Linh tâm lý phòng tuyến. Lý Thanh Sơn hắn không chỉ có biết mình muốn chạm vật thể là cái gì, liền ca ca của mình Chu Thiên Bá, thậm chí là cha mẹ mình muốn chạm đến cái gì, đều nhất thanh nhị sở. Giờ khắc này, Chu Thanh Linh vững tin nam nhân ở trước mắt giảng, toàn bộ làm thật, mình có thể tin tưởng hắn giải pháp tốt nhất. Lý Thanh Sơn a à Lý Thanh Sơn, thật không nghĩ tới ngươi cũng biết nhiều như vậy, ta đều nhìn có chút không thấu ngươi. Bây giờ đã 59 phân, Xem ra ta chỉ có thể chạm đối tượng cũng chỉ có ngươi, mà ngươi chỉ có thể chạm đối tượng cũng chỉ có ta. Ta tin ngươi một lần. Bất quá, ta cho rằng chạm đến giải pháp tốt nhất không phải là người bản thân, mà là Chu Thanh Linh nhìn thời gian một cái, mở miệng nói ra. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng có chút yếu ớt, thanh xuân khuôn mặt dễ nhìn bàn bên trên càng là dâng lên một vòng hồng vân. Nàng thông minh, căn cứ vào âm dương hai chữ, tại một khắc cuối cùng lĩnh ngộ được chạm đến giải pháp tốt nhất là cái gì. Có ý tứ gì? Lý Thanh Sơn trong lòng rung lên, một cái ý tưởng to gan trong lòng hắn sinh ra. Kiếp trước, hắn chỉ nghe nói khác phái lẫn nhau chạm đến, có thể thu được âm dương thể chất, trở thành thiên địa sủng nhi, thỏa thích tu luyện. Nhưng Lý Thanh Sơn căn bản là không có tự mình thử qua. Nghĩ như vậy, Lý Thanh Sơn hô hấp không khỏi trở nên có chút dồn dập, nhìn về phía Chu Thanh Linh ánh mắt càng trở nên nhiệt liệt lên. Tiếp lấy, Chu Thanh Linh ngây ngô nói cho Lý Thanh Sơn hai cái từ mấu chốt. Chương 9, âm dương thể chất. Chu Thanh Linh hai chữ mấu chốt này, theo thứ tự là Adam cùng Eva. Adam, chính là phương Tây trong chuyện thần thoại xưa trên thế giới cái thứ nhất nhân loại cùng nam nhân đầu tiên. Mà Eva, chính là trên thế giới một nữ nhân đầu tiên. Bây giờ, Chu Thanh Linh ném ra ngoài hai chữ mấu chốt này, trong đó ý vị đã hết sức rõ ràng. Ta hiểu rồi. Lý Thanh Sơn trong miệng lẩm bẩm, trong mắt bột phát ra một hồi tinh mang. Một khắc cuối cùng phải đến, sờ đi. Chu Thanh Linh gương mặt hồng nhuận. Mặc dù cái này quá đột ngột, trong nội tâm nàng có chút không tình nguyện nhưng mà vì trở nên mạnh mẽ, vì trong tương lai trong loạn thế đặc chân, lý trí nói cho Chu Thanh Linh nên làm những gì. Thế là, tại 11 giờ 59 phút 59 giây thời điểm, Lý Thanh Sơn cùng Chu Thanh Linh, hai người lẫn nhau đụng vào. Một giây sau, không điểm đến. Ông, giống như chuông tan tầm thường âm thanh, tại toàn cầu sinh vật bên tai bên cạnh vang dội. Tất cả mọi người cảm giác được cụ tai, hơn nữa thấy hoa mắt, cơ thể tại quỷ dị một dạng phát sinh biến hóa. Giờ khắc này, toàn cầu dị hóa chính thức buông xuống. Tất cả mọi người bắt đầu thu được dị năng. Mà cái này dị năng cùng bọn hắn đụng chạm đến một món cuối cùng vật thể có quan hệ. Có người chạm một khối cứng rắn đá kim cương, toàn thân hắn xương cốt trở nên giống như cốt thép cứng rắn, sức mạnh nhận được tăng phúc. Có người chạm một khối đá, toàn thân hắn làn da có thể tùy ý hóa đá, đau thương bất nhập. Có người chạm một con trâu, hắn xương cốt hóa thú, cơ thể kiên cường, đầu sinh sừng thú, trở thành ngưu nhân. Có người chạm một sợi tóc, thân thể của hắn vậy mà mọc đầy quái mau, giống như lông dài đen quái. Có người cuối cùng mò tới một đống phân, hắn thu được đem ba ba hóa thành năng lượng siêu năng lực, từ đây đi lên ăn phân chi lộ. Có người ở mênh mông trong sa mạc mò tới một hạt cát, hắn toàn thân vậy mà đất cắt hóa, theo gió lay động, lại lần nữa gây dựng lại. Có người ở trong phòng bếp chạm tới một thanh dao phay, đôi bàn tay vậy mà có thể tùy ý đao hóa, dùng bàn tay thiết thái. Có người chạm một thanh bảo kiếm, cùng kiếm hòa làm một thể, càng hợp trảm địch. Có người cuối cùng sờ soạn. Giờ khắc này, Lam Tinh Thượng, tất cả nhân loại, toàn bộ đều thu được khác biệt dị năng. Không chỉ có là nhân loại, liền một ít động vật, cũng như kỳ tích thu được cường đại dị năng, hóa thành quái dị mảnh thú. Có ngư dược xuất thủy mặt, giống như cự thạch, đập hư một gốc ba người bao bọc cây già. Có chuột xương cốt cùng cơ thể bành trướng, vậy mà trở nên cùng ngư đồng dạng lớn nhỏ, đập chết một con mèo to. Có cẩu cơ bắp bành trướng, thân thể kiên cường, biến thành cùng người một dạng đi lại đứng thẳng quái vật. Có khỉ cơ thể hóa lỏng, Vậy mà hóa thành một thác nước, cùng giang hà cùng tồn tại. Lộn xộn, toàn bộ Lam Tinh toàn bộ đều lộn xộn. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Bắt đầu có đủ loại mảnh liệt tiếng va chạm, tiếng nổ vang ở mảnh này Lam Tinh thượng vang dội. Ánh trăng sáng ngời, phản phất cho toàn bộ thế giới đều phủ thêm một tầng ngân sa, nhìn xem là quỷ dị như vậy. Tại Phúc Thanh Hoa Uyển, chính tòa nhà bê tọa 4.399 hào. Lý Thanh Sơn cuối cùng chạm Chu Thanh Linh. Mà Chu Thanh Linh cũng tại một khắc cuối cùng chạm Lý Thanh Sơn. Ở trong phòng bên ngoài, bây giờ là rối bời một mảnh, thỉnh thoảng liền có tiếng oanh minh âm vang lên, tựa hồ có người đang đánh nhau, thỉnh thoảng có nữ nhân tiểu hài tiếng thét chói tai âm truyền đến, tựa hồ bọn hắn tại đối mặt sợ hãi, thỉnh thoảng có thùng thùng âm thanh vang lên, tựa hồ cự thú tại hành tẩu. Trong phòng, bầu không khí ấm áp lại quá dị. Chu Thanh Linh cùng Lý Thanh Sơn hai người đều nhanh tốc chỉnh lý riêng phần mình quần áo trên người. Lý Thanh Sơn, ngươi thực sự là hỗn đảng. Chu Thanh Linh nhẹ nhàng mắng một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên bị nam nhân chạm đến cơ thể. Tại bình thường, cho dù là cùng nam nhân dắt tay, Chu Thanh Linh đều là vô cùng kháng cự. Nhưng vừa vặn, vậy mà xảy ra. Lý Thanh Sơn trầm mặt, không biết nên giảng thứ gì, nhưng hắn cảm thấy một loại tên là trách nhiệm vô hình đồ vật, rõ ràng đặt ở hắn tả hữu đầu vai. Đúng vậy, Lý Thanh Sơn cho là mình nên vì Chu Thanh Linh phụ trách. Nếu không phải nàng, chính mình là không thể nào thu được cái gọi là âm dương thể chất thể chất này lệnh lý thanh sơn cảm thấy thân thể của mình trở nên hoàng mỹ vô khuyết một hít một thở ở giữa đều có thể cảm nhận được huyết mạch nhiệt liệt chảy xuôi kinh mạch ở giữa chu thiên vận chuyển rất là thần kỳ nhất là thị lực của mình vậy mà quỷ dị giống như khôi phục cái này vừa dày vừa nặng kính mắt để cho chính mình vô cùng không thoải mái lý thanh sơn trực tiếp đem kính mắt hái xuống đồng thời vứt xuống một bên chung quanh vật thể đường cong là rõ ràng như vậy nữ nhân trước mắt gương mặt hồng nhuận là như vậy thanh xuân động lòng người lớp trưởng yên tâm đi, ta sẽ phụ trách. Lý Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Phụ trách? Ngươi nếu là phụ trách, cũng sẽ không lại gọi ta trưởng lớp. Chu Thanh Linh có chút tức giận, lại quăng lên Ngọc Quyền, tại trên ngực Lý Thanh Sơn đập ầm ầm rồi một lần. Hừ hừ, Lý Thanh Sơn phát ra một tiếng hơi hơi tiếng trên rỉ âm, rõ ràng lớp trưởng cái này một cái nắm đấm không nhẹ. Thật là gọi ngươi cái gì? Lý Thanh Sơn lời nói chưa mở miệng. Chu Thanh Linh đã tức giận nói, Lý Thanh Sơn, ngươi hỗn đảng này. Đời ta cũng không có làm cho nam nhân nhìn qua cùng chạm qua cơ thể. Ngươi là người thứ nhất, cũng là một cái duy nhất. Ngươi phải phụ trách ta mà nói, ngươi về sau không thể lại gọi ta là trưởng lớp, muốn gọi ta là Thanh Linh. Tại cùng ta khách sáo, ta sẽ tức giận. Còn có, ta không cho phép ngươi về sau đụng vào những nữ nhân khác thân thể. Chưa qua ta cho phép, cũng không thể đụng vào thân thể của ta. Ta không có cần cùng ngươi yêu đương, không có cần cùng ngươi trở thành nam nữ bằng hữu, cho nên ngươi còn muốn cùng ta giữ một khoảng cách, không thể thân mật sự tình hôm nay nhất định phải giữ bí mật không thể nói cho người khác biết bằng không thì ta sẽ động thủ giết ngươi lý thanh sơn dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc nghe nàng kể xong tiếp đó trọng trọng gật đầu nói ta nhớ kỹ rồi ta sẽ dựa theo lời ngươi nói làm thanh linh thanh linh về sau ta liền xưng hô ngươi là thanh linh ân chu thanh linh hồi phục một cái ngữ khí từ tiếp đó nàng bắt đầu cảm thụ trên người mình biến hóa toàn cầu dị năng Tất cả mọi người có thể thu được cùng nhất thiên phía trước chạm đến một món cuối cùng vật thể có liên quan dị năng. Chính mình chạm Lý Thanh Sơn, thu được dạng gì dị năng. Chu Thanh Linh rất là hiếu kỳ. Nhưng mà nàng lại cảm thấy thân thể của mình biến hóa rất lớn, tự hồ không có bắt được cái gì cường đại dị năng. Lực gì bạc núi này khí cái thế, cái gì ngự kiếm phi hành, cái gì thuận gió mà đi các loại, những thứ này cũng không có phát sinh ở trên người mình. Đôi mi thanh tú cao lại, chu rõ ràng nói, thanh sơn, ta ngoại trừ cảm giác thị lực của mình, Kính lực thay đổi tốt hơn bên ngoài, tự hồ không có thu được cái gì dị năng. Người cái này giải pháp tốt nhất, có thể lầm hay không? Nói thời điểm, Chu Thanh Linh chỉ chỉ ngoài cửa sổ, nói, người khác dị năng tự hồ cũng có thể tạo thành đại quy mô phá hư, người nhìn bên kia bốc cháy, bên kia có nhà sụp đổ, bên kia còn có người khiên xe nhỏ trên đường hành tẩu. Chương 10, Lý Thanh Sơn cơ duyên Rất rõ ràng, người khác dị năng đều có thể rơi xuống thực sự, có lực chiến đấu mạnh mẽ cùng lực phá hoại. Mà chính mình cái này giải pháp tốt nhất, có chút điệu thấp quá mức. Trừ cái đó ra, Chu Thanh Linh còn có có nhiều vấn đề còn muốn hỏi. Tỷ như, Lý Thanh Sơn vì cái gì không nói trước cáo tri chính mình chuyện này. Đã như thế, nàng có thể để ba mẹ của mình lẫn nhau chạm đến, để cho ca ca của mình cũng đi tìm nữ nhân. Bất quá, ăn một miếng không thành mập mạp. Chu Thanh Linh dự định trước tiên chậm rãi hỏi thăm, đem trong lòng cái này đến cái khác nghi hoặc giải quyết đi. Lý Thanh Sơn mỉm cười, nói, Thanh Linh, ngươi hẳn là đọc qua Trung Dung A bên trong có đôi lời là gây nên trung hòa, thiên địa vị chỗ này, vạn vật dục chỗ này. Ý là đạt đến trung hòa, thiên địa liền ai về chỗ nấy, vạn vật liền lớn lên chỗ mã. Chúng ta lẫn nhau chạm đến, khiến cho lẫn nhau trong thân thể âm dương cân đối, đạt đến trung hòa, thành tựu âm dương thể chất. Âm dương tương xung hóa vạn vật, thế gian vạn vật đều có đạo âm dương. Ý vị này, tương lai chúng ta đang tu hành một đường, đem vô cùng thông suốt, trở thành cường đại người tu hành, trường sinh bất lão, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật, sẽ có được tương lai quang minh. Lý Thanh Sơn trong lời nói nhắc tới Trung Dung, nhắc tới Thái Cực Âm Dương, có chút huyền diệu. Chu Thanh Linh thành tích học tập không kém, có thể minh bạch đồng thời lĩnh ngộ trong đó một ít đạo lý. Đồng thời, trong nội tâm nàng vô cùng rung động. Tất cả mọi người thu được dị năng, đều nghĩ mượn nhờ dị năng nhất phi trùng thiên. Thanh Sơn, nên nói ngươi là thiên tài, hay là nên nói ngươi là điên rồ đâu. Người người sờ bảo trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có ngươi nhớ sờ thành tiên nhân, đi lên con đường tu hành, trường sinh bất lão, nhất niệm vĩnh hằng. Chu Thanh Linh giật mình nói, trong lời nói có chút bội phục. Lý Thanh Sơn dĩ vãng con mọc sách hình tượng, tại trong đầu Chu Thanh Linh triệt để lật đổ. Hắn có tài học, có đầu óc, vẫn trầm ổn, cũng không nhu nhược. Cái này toàn cầu dị hóa đến Lam Tinh, tương lai thật đúng là có thể có Lý Thanh Sơn một chỗ đứng. Chu Thanh Linh trong lòng không khỏi sinh ra loại này ý tưởng to gan. Nghe Chu Thanh Linh mà nói, Lý Thanh Sơn mỉm cười, nói ta không phải là thiên tài, cũng không phải điên rồ chỉ là thu được cơ duyên người bình thường thôi nói thực ra toàn cầu dị hóa chính mình lại tu tiên lý thanh sơn chính mình cũng bị ý nghĩ của mình dọa sợ nếu không phải trùng sinh một thế ai có thể nghĩ đến nam nhân cùng nữ nhân lẫn nhau đụng vào liền có thể thu được âm dương thể chất trong tương lai có thể tu tiên đâu nhưng bây giờ lý thanh sơn có thể mượn nhờ kiếp trước một chút công pháp tăng thêm âm dương thể chất làm cơ sở bắt đầu tu hành bên này bất quá thu được âm dương thể chất sau nên như thế nào bước ra thứ nhất tính thực chất bước chân chu thanh linh trong lòng không hiểu thanh sơn đã ngươi biết âm dương thể chất vậy ngươi liền biết làm như thế nào tu hành a à? chu thanh linh hỏi tương lai tu hành nàng còn phải dựa vào lý thanh sơn ân ta biết lý thanh sơn nói cái gọi là tu luyện vừa mới bắt đầu luyện khí cùng luyện thể cùng một chỗ đồng bộ luyện khí phối hợp khẩu quyết tâm pháp lấy ra linh khí trong thiên địa vận hành tại lớn nhỏ bên trong chu thiên tẩm bổ cơ thể luyện khí đồng thời nhất thiết phải luyện thể khiến cho cơ thể thích ứng đủ loại tình huống ở dưới chu thiên vận chuyển liền giống với người chạy bộ thời điểm cần điều chỉnh hô hấp tiết tấu một dạng đến nỗi đi lên còn có trúc cơ kết đan các loại kết đan mà nói chúng ta là người cho nên kết nguyên đan nếu như cùng động vật có quá nhiều liên quan thì kết thú đan cùng thực vật có quá nhiều liên quan thì kết cây đan cùng đủ loại khí cụ có quá nhiều liên quan thì kết khí đan cụ thể mà nói chúng ta đợi đến cảnh giới nhất định liền hiểu rồi những kiến thức này, cũng là Lý Thanh Sơn ở kiếp trước, làm tin đụng vào cái kia tu chân thế giới sau, mới hiểu được. Kiếp trước, Lý Thanh Sơn chạm là một thanh từ đời ông nội liền bắt đầu lưu truyền xuống bảo kiếm, nghe nói là thanh triều, có hơn 100 năm lịch sử. Lý Thanh Sơn khi đó lấy được dị năng là vạn kiếm quy tông, có thể khống chế phương viên mấy chục mét bên trong kiếm loại vũ khí cho mình sử dụng. Đặt ở Lam Tinh thượng, loại dị năng này còn tính là rất mạnh mẽ. Nhưng nếu là tại trên tu chân đại lục, đơn giản chính là rác rưởi năng lực, dù sao vị nào người tu hành không biết ngự kiếm đâu. Lý Thanh Sơn kiếp trước chỉ là một cái tán tu, từ một chút đại tông môn ngoại môn đệ tử trong tay, mua được một chút đứng đầy đường tu hành phép luyện khí, cùng với một chút tu hành tri thức, gian tân tu luyện. Ngày bình thường, hắn chủ yếu cùng khác một chút tán tu tiến hành kết bạn, dựa vào săn bắt linh thú cơ thể tài liệu qua ngày. Một thế này, Lý Thanh Sơn chạm tới Chu Thanh Linh, thu được âm dương thể chất, có thể sớm tu luyện, thu được rất nhiều cơ duyên chờ đến lam tinh đụng vào cái kia phiến tu hành đại lục về sau còn có thể bằng vào âm dương thể chất bị cự đạo tông thu vào nội môn đệ tử tiến hành tu luyện có thể nói tiền đồ sáng lạn chu thanh linh nghe lý thanh sơn lời nói một mảnh vẽ chợt hiểu đồng thời lại rất là chấn kinh thanh sơn ngươi vậy mà hiểu rõ như vậy tu hành tri thức phản phất liền tu hành qua một dạng thực sự là không thể tưởng tượng nổi ngươi vẫn là ta biết cái kia lý thanh sơn sao đã ngươi hiểu rõ như vậy như vậy ngươi chắc chắn biết một chút công pháp tu hành cùng với luyện khí khẩu quyết tâm pháp các loại. Thông minh Chu Thanh Linh nói, trong đôi mắt đẹp lập lòe thi sáng. Lý Thanh Sơn biết mình nói đây hết thảy, rất dễ dàng dẫn tới Chu Thanh Linh hoài nghi. Nhưng trùng sinh một thế loại chuyện này, thực sự quá cơ mật. Lý Thanh Sơn lo lắng Chu rõ ràng biết được quá nhiều, sẽ hại chính nàng, cũng sẽ hại chính mình. Hơn nữa, vạn nhất chính mình trùng sinh cũng không phải cơ duyên, ngoài ý muốn, mà là kèm theo cái nào đó cực lớn sứ mệnh này liền khiến cho lý thanh sơn không tốt nói cho chu thanh linh chân tướng thanh linh biết được càng nhiều có thể lại càng nguy hiểm ta tin tưởng ta ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi cùng lừa gạt ngươi cho nên liên quan tới ta cơ duyên sự tình ngươi không nên hỏi nhiều cũng không cần nói cho người khác biết được chứ lý thanh sơn thành khẩn nói hắn tin tưởng chu thanh linh làm người nếu như ngay cả chu thanh linh đều không thể tín nhiệm vậy đời này lý thanh sơn nhưng liền không có khác người có thể tin được tốt yên tâm đi ta sẽ không nói với người khác, ta cũng sẽ không hỏi đến cơ duyên của ngươi bí mật. Chu Thanh Linh nói. Ân, chờ sau đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi luyện khí khẩu quyết tâm pháp, cùng với luyện thể phương pháp. Chúng ta cũng là âm dương thể chất, nhanh nhất một ngày liền có thể học được, chậm nhất muốn ba ngày. Tiếp lấy, Lý Thanh Sơn nói. Ân đâu, Thanh Sơn? Chu Thanh Linh khẽ mỉm cười nói. Tiếp lấy, nàng hỏi, Thanh Sơn, ngươi tại sao muốn điều nghiên địa hình nói cho ta biết? Ta đều không kịp nói cho cha ta biết mẹ bí mật này nếu không đến lúc đó có thể để cha mẹ ta cũng cùng theo tu hành còn có anh ta người khác rất tốt để cho hắn cùng một chỗ tu hành cũng tốt a à. lý thanh sơn sau khi nghe cười khổ nói thanh linh ta nói rồi chuyện này người biết càng nhiều càng nguy hiểm hơn nữa nắm giữ âm dương thể chất chúng ta đây tại sơ kỳ sức chiến đấu cũng không cao rất dễ dàng bị khác dị năng giả gạt bỏ cha mẹ ngươi ca của ngươi có thể bảo hộ chúng ta chờ chúng ta tu hành tới trình độ nhất định sau còn có thể trả lại cha mẹ ngươi cùng ca của ngươi kéo bọn hắn một cái để cho bọn hắn càng mạnh hơn